Rồi, chào anh em. Thì hôm nay Khánh Tâm Đắc sẽ giới thiệu với anh em một chiếc xe bên mình mới dọn xong, Honda SH300i, tổng giá trị tiền đồ chơi 140 triệu. Thời buổi này thì mình làm bi thuốc lào trước cho nó diệt Covid anh em đó. Thì thì Honda SH300i mới độ xong bên mình đó, tổng tiền đồ chơi là 140 triệu. Thì mình có giới thiệu sơ lược như hồi nãy rồi đó, lên tới dàn đầu trước đi. Thì một cặp tay Bullet luôn anh em, trái phải đó. Giá bữa nay một bên là 13.500.000, thì hai bên là 27 triệu đó. Một cặp tay Bullet phải thông số là 19-20, trái là 16. Cụm tăng Domino không thể thiếu vô những chiếc xe mà muốn tăng tốc nhanh được rồi đó. Xe này là nồi bô lửa đầy đủ hết nha anh em đó. Dàn đĩa trước thì vỏ Michelin City Grip quá ưa chuộng bên mình rồi. Nói chung tay ga mà đi Michelin City Grip thì không còn gì phải bàn hết đó, từ chất lượng tới hiệu năng cho đến độ bám đường rất là tốt. Đĩa Brakin 3S đó, đúng hàng dành cho Honda SH300i, không có chế nha anh em, bắt như zin và sai theo đúng size zin luôn. Heo trước thì sử dụng heo Rambo Bullet đó, 4 bit đối xứng. Cái con heo này giá hôm nay của nó là khoảng 13 triệu à. Dây dầu ệt, dây dầu heo bấm đầu ệt à. Ốc thì đương nhiên rồi, full titan. Rồi, tổng quan chiếc xe thì bên mình đã dọn là coi như là gắn full đồ chơi rồi anh em à. Xe này thì em trai gọi là dọn sơ để hả đi làm mỗi ngày thôi. What the hell? Đó, mai mà dọn sơ mà nó như vậy đó. Rồi, Beaufort Road SH208 SH300i 208, đúng đời 208 như hồi trước. Đó, đúng hàng cũ nha các em, anh em. Cổ bô Titan thì cái cổ bô này á, bên mình không có uống mà cái kiểu mà mớp méo, mà mình là theo cái foam zin luôn, mình để đổi lại thành bằng Titan đó. Tại vì cái từ cái hiệu suất cho đến cái độ thẩm mỹ thì ha, như zin là theo bên mình là đẹp nhất đó, chứ không có trường hợp mớp chỗ này mớp chỗ kia làm cho âm thanh cái hơi nó ra là không có được chuẩn đó. Mô bin sườn MSD 8228 thì cái cục mô bin sườn này á, bữa nay giá nó là 2.8 triệu, nhưng mà cái SH300i á, nó phải đi một cái sợi dây rất là dài, nên là nếu mà gắn vô SH á, thì tiền dây thêm khoảng hơn 1 triệu đó. Bộ Ford 208 thì bữa nay đập thùng thì là khoảng 15-16 triệu anh em đó. Cổ bô thì 2 triệu. Điểm nhấn của chiếc xe này là cây phuộc nitron, hàng này là mới về được 2 tuần luôn đó. Thì cái này, cái dòng này dòng cao cấp nhất, dòng R3 đó, 3 tăng chỉnh. Thì trong những cái chiếc SH trước thì mình cũng có giới thiệu rồi đó. Và cái điểm lạ độc đáo ở chiếc xe này nó nằm ở cái con heo dàn heo sau, thì mình đã thay bằng heo Rambo Bullet 2 bit đối xứng, nhưng mà cái bát CNC là quay xuống phía dưới đó, nhìn nó rất là giống mô tô. Với lại khi mà anh em gắn ở cái thế này á, thì nó sẽ ăn hết bố, chứ nó không phải là như lúc mà mình gắn ở trong cái chỗ của con heo zin thì là nó không có ăn hết bố, nó chỉ ăn được nửa bố thôi anh em à. Đó, quay xuống đây vừa thẩm mỹ vừa ăn hết bố, và đặc biệt là mình không chế cháo, không có đụng chạm tới cái gấp đó, chứ nếu mà phá đồ zin ra thì nói làm gì nữa đó. Rồi, cũng là dây dầu heo và gắn thêm một cái đầu ệt cho nó tăng tính thẩm mỹ đó. Xe này thì nếu mà nói về nội công á, thì nó đã được lên full bô xăng lửa rồi. IC thì mình sử dụng IC Habitat đó, họng xăng đã móc lên, họng xăng họng còn cái co gió thì mình thay bằng titan đó, lọc gió DNA. Thì đương nhiên nồi thì bên mình làm lên
Đó, nồi zin làm lên. Và để mà tăng thêm cái sự thẩm mỹ và cái sự wow của chiếc xe thì em trai này là chốt một cây trợ lực Olin vô ngay cổ đó. Bát này là bằng titan luôn nha anh em đó, lên màu sắc rất là đẹp. Thì bên mình á, móc trợ lực thì á, anh em cũng thấy á, khoét là đúng ni luôn chứ không có khoét dư đó. Đưa qua đây là vừa đụng tới, đưa qua đây cũng vừa đụng tới và không cấn ổ khóa nha. Đó, có nhiều chỗ thì gắn chế cấn ổ khóa đó, thì nó hơi khó trong quá trình sử dụng thôi đó. Rồi tổng quan cái xe này thì mình nhảy mình cũng nhẩm rồi, nó là khoảng 140 triệu rồi anh trai anh em đó. Rồi thì mình sẽ gửi thêm tới anh em những cái clip mà chạy chạy trải nghiệm chiếc xe này ngoài đường đó. Rồi nếu mà anh em yêu thích cái kênh của mình thì hãy like và subscribe đó. Mọi cái câu hỏi thắc mắc về đồ xe anh em cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời toàn bộ cho anh em. Rồi xin cảm ơn anh em.